Quỷ bọ ngựa là con quỷ hiện thân của nỗi sợ bọ ngựa. Không có quá nhiều thông tin về khả năng của nó. Khi ký kế ước với quỷ bọ ngựa, chúng ta có thể triệu hồi các chi của nó dưới dạng lưỡi liềm bằng cách vỗ tay. Ở ác cuối phần 1 đấm Makima, hai thợ săn quỷ của cục bảo an công cộng, dưới sự điều khiển của Makima, đã triệu hồi một chiếc liềm của quỷ bọ ngựa từ mặt đất để ngăn Power và Denji. Chiếc liềm đủ mạnh để làm bị thương cả quỷ máu. Và ở ác quỷ chiến tranh mới nhất, hai thợ săn quỷ của cục bảo an công cộng được phái đến trường điều tra, nhưng cả hai đều nhanh chóng bị dưới tay Yuko.